lại chương trình của bản tin ngắn. Trên nền bản tin ngắn ngày hôm nay, người tố giác của sở thuế đó là ông Shapley đã lên chương trình của CNN và nói rằng là ông David Weiss, người công tố viên được bổ nhiệm biện lý đặc biệt trong vụ án của Hunter Biden, sẽ không độc lập và sẽ đối xử ưu đãi với Hunter Biden. Cái điều đáng ngạc nhiên là người tố giác này xuất hiện trong cái chương trình của CNN. Kính thưa quý vị, tôi đang có cảm giác rằng là CNN đang tấn công vào Hunter Biden để bảo vệ cho ông Joe Biden. Joining me now is... Ok, quý vị, đây là cái đoàn rất là quan trọng nha, từ từ. Gary Shapley, he worked for the IRS for 14 years as a supervisory agent, the first IRS whistleblower to come forward, we should note, and who testified before a House committee last month alleging political bias in that Hunter Biden investigation. Gary, thank you for being here tonight. Are you satisfied with today's decision to elevate David Weiss to a special counsel? So, yeah, thanks for having me, Caitlin. So, you know, the reason why we came forward, especially Ziegler and I, was because we saw things in this investigation that we had not seen in our history with the IRS criminal investigation, and it just demanded that we come forward, or we wouldn't be meeting our oath of office. Là một đoạn rất là ngắn trong cái chương trình, cái nguồn gốc The Sources, CNN được phát sóng vào ngày hôm qua. Gary Shapley, người tố giác của sở thuế, nói rằng luật sư của Hoa Kỳ David Weiss, người gần đây được công bố là cố vấn đặc biệt trong vụ kiện của Hunter Biden, không độc lập vì ông ta vẫn là luật sư của Hoa Kỳ và chúng tôi đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy ông ta đối xử ưu đãi và ngăn cản cuộc điều tra. Shapley nói, hãy nhìn xem người Mỹ phải tin tưởng cuộc điều tra này có công bằng hay không. Và chúng ta có luật sư David Weiss, người đã điều tra cái vụ án này trong vòng 5 năm, cái bản thỏa thuận nhận tội mà ông ấy thông qua. Ngay khi đó, đến tay một bên khách quan, thẩm phán, tòa án thì lập tức phát hiện có nhiều thiếu sót. Và nó đã sụp đổ vì thiếu những cái điều thiếu sót đó trong cái hồ sơ được công khai. Vì vậy chúng tôi biết bây giờ làm thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không tin rằng ông David Weiss là một trong những ứng cử viên, là những công tố viên đặc biệt, vì ông ta vẫn tiếp tục là luật sư của Hoa Kỳ tại Delaware. Như vậy đến nỗi mà người tố giác sở thuế cũng đặt câu hỏi về cái hành động mà bổ nhiệm David Weiss làm cái công tố viên đặc biệt, và họ không tin tưởng vì điều này. Và đó là những gì mà chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật cho quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo. Chào tạm biệt.